thần số học chỉ mới phổ biến ở Việt Nam trở lại đây. Trước đó có rất nhiều phương pháp dự đoán vận mệnh khác như tử vi, bát tự, tướng số. Vì vậy nên rất nhiều người còn băn khoăn không biết giải mã cuộc đời bằng thần số học có đúng không? Một, giải mã câu hỏi, thần số học có đúng không? Thần số học có đúng không? Thần số học là bộ môn khoa học được Pythagore, nhà toán học, triết học người Hy Lạp nghiên cứu. Theo ông, các con số gắn liền với mỗi con người đều mang một ý nghĩa riêng và nó gắn liền với cuộc sống của mỗi người. MC Lê Đỗ Quỳnh Hương, chuyên gia đi đầu trong việc nghiên cứu thần số học ở Việt Nam đã đổi tên thần số học thành nhân số học. Bà cho rằng sử dụng chữ thần sẽ khiến cho mọi người lầm tưởng liên quan đến các vị thần linh, năng lực siêu nhiên. Mà bộ môn này là dựa trên khoa học, dùng để tìm những điều bí mật ẩn sâu bên trong mỗi người chứ không phải dựa như các bộ môn bói toán khác. Theo Pythagore thì mỗi con số đều mang những định dạng sống chung có liên quan sâu sắc với cảm xúc, tính tình, cách hành xử, lối sống, nghề nghiệp. Nên nếu hiểu rõ những con số này thì bạn sẽ có thể kiểm soát được cuộc sống của mình và phát triển nó theo chiều hướng tốt hơn. Tuy nhiên, thần số học là bộ môn khoa học dự đoán, giống như dự báo thời tiết vậy. Vì lẽ đó thần số học cũng có xác suất đúng sai nhất định, không thể khẳng định 100%. Đây cũng chính là câu trả lời giải mã về thần số học có đúng không. Vậy nên việc thần số học đúng hay sai hay việc tin vào cách luận giải của thần số học là tốt hay xấu, việc đó là do nhận thức của bạn về bộ môn khoa học này. Tuy nhiên những giải mã cuộc đời bằng thần số học chỉ mang tính chất tham khảo, bởi cuộc đời con người vẫn phải dựa vào chính cố gắng của bản thân. Xem thần số học bằng ngày sinh sẽ giúp bạn biết con số chủ đạo, con số đường đời, con số ngày sinh, con số năm cá nhân, con số tháng cá nhân, con số thái độ, biểu đồ ngày sinh, biểu đồ bốn đỉnh cao đời người. Xem thần số học theo tên sẽ giúp bạn biết chỉ số tên riêng, sứ mệnh, chỉ số linh hồn, chỉ số nhân cách, biểu đạt, con số định mệnh, biểu đồ họ tên. 2. Liệu con người tin vào thần số học có chính xác không? Khi tìm hiểu về thần số học có đúng không thì phải tìm hiểu về mục đích. Mỗi con số trong thần số học đều mang hai ý nghĩa, tiêu cực và tích cực. Vì vậy nên khi bạn biết áp dụng những điều tốt vào cuộc sống thì sẽ giúp cho cuộc sống tốt hơn, ý nghĩa, vui vẻ, an lạc hơn. Bạn có thể hóa giải được mọi điều tiêu cực bằng cách suy nghĩ và thực hiện chúng theo hướng tích cực, lương thiện hơn. Bởi nhiệm vụ của nhân số học là để con người biết những bất lợi của mình, từ đó tu tâm, sửa tính. Mong muốn mọi người có thể giữ bản thân ở thế cân bằng, giảm bớt những thăng trầm, sóng gió. Giúp bạn hiểu thêm về bản thân, tự tin hơn trong cuộc sống, kiên định hơn với con đường mà mình đã lựa chọn. 3. Nguồn gốc thần số học có đúng không? Thần số học, hay còn gọi là nhân số học, là một bộ môn khoa học dự đoán có lịch sử hơn hàng nghìn năm, được xây dựng dựa trên các công trình nghiên cứu hệ thống số của nhiều nền văn minh như Ai Cập cổ đại, Hy Lạp và một số nước châu Âu khác. Mỗi thuật toán trong bộ môn này như tìm con số chủ đạo, hiểu tổng quan cuộc đời, tính con số thái độ, xem các ứng xử hành vi, tính cách, vẽ biểu đồ ngày sinh, biểu đồ tên, nắm ưu nhược điểm của bản thân, đều được thiết lập dựa trên tần số rung của các con số tương ứng với họ tên, ngày tháng năm sinh của mỗi người. Hơn nữa, những kết quả tìm được theo thần số học là những con số cụ thể, có thể là từ 1-9 hoặc từ 1-22-4 tùy theo mỗi chỉ số, mà không phải những kết quả huyền bí thần quyền mê tín nào. Những con số này còn liên kết với nhau tạo thành một bản đồ hành trình cuộc đời, giống như một thiết bị GPS giúp mỗi cá nhân định vị mình là ai, mình đang ở đâu, biết điểm mạnh, điểm yếu tại chỗ nào, đưa ra định hướng để đạt kết quả tốt nhất. Mọi thành công mà bạn có được đều dựa vào chính những nỗ lực mà bạn bỏ ra chứ không phải nhờ đến vũ trụ hay vị thần linh nào cả. Hãy tự tin làm những điều mà mình cho là đúng. Hy vọng bạn đã thấy được độ chính xác của thần số, ứng dụng nó để được cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ vào quyết tâm của mình. 4. Sự thật thú vị về thần số học. Tìm hiểu về thần số học có thật sự đúng không, cũng không thể không nhắc đến vài thông tin đặc biệt về bộ môn huyền học này. Mỗi con số chủ đạo đại diện cho tính cách và vận mệnh của mình, mỗi người có một con số riêng biệt để thấy được sự tốt xấu của bản thân.
Trong thần số học tồn tại các con số đặc biệt là 11, 22 và 33 với nhiều ý nghĩa khác biệt với số thông thường. Thần số học giúp định vị bản thân, khắc phục nhược điểm để trở nên tốt đẹp hơn. Thần số học cũng tồn tại toan giống như các thuyết về đạo giáo, phong thủy. Đó chính là các con số có thể mang hai phần âm dương khác biệt. 5. Lời kết. Thần số học là một bộ môn khoa học được nghiên cứu từ rất lâu đời. Tuy nhiên chưa một ai khẳng định về những nghiên cứu về bộ môn này là đúng 100%. Bởi xác suất đúng sai chỉ mang tính chất tương đối. Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi thần số học có đúng không?